Xin chào 500 anh em, cảm ơn anh em đã tiếp tục ủng hộ kênh Chuyện Tổng Hợp. Ta không phải là bạn bè ngươi, nếu ngươi làm gì ta sẽ là kẻ thù đầu tiên đến bắt ngươi. Đó là những gì mà cựu đô đốc Aokiji đã thốt ra ở chapter 397 khi mà Robin chỉ còn là một đứa trẻ chưa hiểu biết gì về thế giới rộng lớn ngoài kia, chưa có những người đồng đội bảo vệ và chưa có một sự đe dọa nào đến từ các thế lực muốn lợi dụng năng lực khảo cổ và đọc văn tự cổ của Robin. Nhưng ở chapter 999, Big Mom cho thấy tính mạng của Robin đang bị đe dọa. Và ta căn dặn Kaido rằng lão thích giết bao nhiêu đứa cũng được, nhưng nhớ giữ lại cái mạng của Nico Robin. Rất có thể trong thời gian sắp tới, Robin sẽ bị Big Mom và Kaido bắt giữ để lợi dụng năng lực của cô để tiến gần hơn đến kho báu One Piece. Roden cũng đã bắt đầu có những hành động để tiến hành tham vọng của hắn, nên khả năng Roden sẽ có thể đến Wano cũng sẽ là rất cao. Cựu đô đốc Aokiji hiện tại là đồng minh của hắn nên cũng sẽ có tỷ lệ rất cao đến đây. Nhưng bí ẩn của sự liên minh này là gì? Liệu Aokiji có bảo vệ Robin hay sẽ giết cô để ngăn chặn những hành động nguy hiểm của Robin đối với thế giới như vị cựu đô đốc 49 này từng nói? Sau đây xin mời anh em cùng ngồi xuống thư giãn và cùng đàm đạo với chuyện tổng hợp về chủ đề ngày hôm nay trong video này nhé. Anh em cũng đừng quên một cái like và subscribe của anh em là động lực để chuyện tổng hợp có thể tạo ra những video thú vị hơn nữa. Thôi không vòng vo tam quốc nữa, vào ngay nội dung chính thôi nào. Một cư gian luôn theo dõi hành động của Robin. Tại sự kiện lịch sử Ohara, nơi các nhà khảo cổ đã bị tàn sát, chôn vùi cùng với những thành tích lịch sử, nơi chứa đựng những nghiên cứu về thế kỷ trống và hàng loạt sự kiện trọng đại mà chính quyền đã che giấu. Kuzan và Sakazuki được cử đến đây cùng với Buster Cole và tư tưởng chính nghĩa, công lý tuyệt đối. Nhưng hành động của hai người ở thời điểm đó lại là khác nhau, và chính sự kiện đó đã thay đổi cách nhìn của Kuzan về chính quyền thế giới. Sakazuki đã bắn phá một con tàu di tản của người dân Ohara nhằm tiêu diệt toàn bộ mầm mống hiểm họa. Hành động này của Sakazuki đã góp một phần vào việc thay đổi tư tưởng của Kuzan. Thêm vào đó là lời thoái thác của cựu phó đô đốc Yagawari Saun, người đã bảo vệ Robin dù cho phải hy sinh cả tính mạng của mình. Anh em đừng quên Saun cũng là người của gia tộc D, và khi Saun chết, nụ cười bí ẩn vẫn luôn hiện trên khuôn mặt của ông ta như Roger hay Ace, và thậm chí là cả Oden, người đã biết được ý nghĩa của D. Oden đã chết với nụ cười như Saun, nhưng Oden không phải là người mang chữ D trong tên. Nụ cười này khiến cho Kuzan tôn trọng nguyện vọng của Saun để cho Robin một con đường sống và tạo ra một con đường băng giúp Robin thoát khỏi cuộc truy lùng của những tên hải quân mang công lý tuyệt đối. Nhưng Kuzan thì cho rằng chính nghĩa tuyệt đối cũng khiến cho mình có những hành động điên rồ và căn dặn Robin hãy sống sao cho thật bình thường nhất. Có thể Kuzan biết được năng lực của Robin sẽ ảnh hưởng đến thế giới nếu nó được sử dụng cho những mục đích không được tốt đẹp. Mặc dù để Robin sống nhưng với vai trò là một người lính hải quân, Kuzan vẫn luôn theo dõi Robin và sẵn sàng trừ khử cô nếu cô có bất kỳ hành động nguy hiểm nào. Ở thời điểm đó, Robin chỉ có 8 tuổi nhưng bị truy nã rất cắt cao. Nó lên đến 79 triệu berry. Số tiền này không phản ánh lên khả năng chiến đấu mà nó muốn nói đến mức độ nguy hiểm của Robin đối với chính quyền. Trong suốt thời gian sinh tồn của mình, Robin đã gia nhập rất nhiều băng hải tặc và cô có mưu đồ nào đó liên quan đến những tấm hồng phiến và lịch sử thế giới. Và tất nhiên những băng hải tặc Robin gia nhập đều phải chết và chỉ duy nhất mình cô sống sót. Vì thế, cô chẳng khác nào một con quỷ mang đến sự chết chóc. Việc gia nhập băng mũ rơm ban đầu cũng là mục đích giống như những băng trước đó. Nhưng lần này, Robin đã tìm được những người đồng đội đúng nghĩa mà Saul đã nói trước khi chết. Những người sẵn sàng hạ bệ lá cờ công lý và giải cứu cô khỏi CP9. Và Robin lợi dụng các nhóm hải tặc được cư gian tiết lộ với nhóm Luffy, khiến cho Robin tức giận và tấn công ông ta. Đáng tiếc sức mạnh của Robin không đủ để hạ một đô đốc. Cô bị đóng băng và may mắn được nhóm mũ rơm cứu sống bằng nước nóng trước khi vỡ ra từng mảnh. Hành động này của cư gian là gì? Mình cho rằng Kuzan vẫn muốn cho Robin sống tiếp chứ không phải thủ tiêu cô ở thời điểm đó. Với sức mạnh của Kuzan, việc tiêu diệt Robin và thậm chí là trục nhóm mũ rơm ở thời điểm đó vẫn là dư sức. Sau khi CP9 bị băng mũ rơm đánh bại, Kuzan đã gặp riêng Robin và cho cô biết về mối quan hệ thật sự giữa ông ta và Saul. Họ là những người bạn tốt. Kuzan đã hiểu ý của Saul và để cho Robin chạy thoát. Điều này đồng nghĩa với việc Kuzan phải theo dõi cuộc sống của Robin về sau. Việc CP9 bị đánh bại là chuyện nằm ngoài dự đoán. Bởi Kuzan không có quyền hạn ngăn cản CP9 truy sát cô, bởi ông ta là một hải quân và cô là một hải tặc. Và nên hành động để Robin có cơ hội sống sót chính là minh chứng cho việc Kuzan sẽ dõi theo bước chân của Robin để có thể biết được mục đích của cô là gì. Ngoài ra, việc Kuzan rời khỏi hàng ngũ hải quân cũng là có lý do riêng của nó và cũng để bảo vệ Robin tốt hơn mà không bị gò bó bởi thứ công lý là Akainu tôn sùng. 2. Rời khỏi hải quân gia nhập thế giới ngầm, trở thành đồng minh dầu đen. Mặc dù cấp bậc của Kuzan và Sakazuki là ngang nhau trong hàng ngũ hải quân, cùng thực hiện những mệnh lệnh mà cấp trên giao phó, nhưng cách thức thực hiện nó lại khác nhau rất nhiều. Kuzan theo chủ nghĩa lười biếng, phó mặc cho những chỉ thị và không cần phải vội vàng thực hiện,
thậm chí là không thực hiện. Bắt Robin, tiêu diệt bằng mũ rơm, Cửa Gian đều đã không làm. Cửa Gian cũng đã thực hiện đúng nghĩa vụ của một người lính hải quân trong trận chiến thượng đỉnh Marineford, bảo vệ đại hành quyết bằng tường khí Haki, tấn công Dâu Trắng, đóng băng biển không cho hải tặc trốn thoát. Đó là những gì thuộc về trách nhiệm của một người lính thuộc chính quyền thế giới, và hải quân cũng đã giành chiến thắng trong trận chiến đó. Ngay sau cuộc chiến đó không lâu, Cửa Gian được cựu thủy sư đô đốc Sengoku đề bạt lên chức vị thủy sư đô đốc, nhưng chính phủ lại chọn Sakazuki. Vì thế cả hai đã có một cuộc đụng độ 10 ngày ròng rã và Cửa Gian thất bại. Mục đích của sự thất bại này là gì? Để làm rõ điều đó, chúng ta sẽ cùng nói một chút về Sakazuki hay Akainu, người mang công lý tuyệt đối, là mệnh lệnh bất tuân khắc tử, người sẵn sàng bắt nát con thuyền chở những người dân vô tội di tản tại Ohara, suýt tí nữa đấm chết Kobe vì quá yếu mềm và không tuân theo mệnh lệnh diệt hải tặc, giết chết Ace và thậm chí là đòi luộc luôn Luffy. Kiểu người như Akainu khiến chúng ta liên tưởng ông ta là một người tàn nhẫn, ác độc. Nhưng xét về khía cạnh nào đó thì ông ta là một hải quân, người mang trong mình trọng trách bảo vệ thế giới khỏi sự tàn độc của hải tặc. Vì hải tặc là những kẻ gây ra hỗn loạn cho thế giới, vì thế không được mềm lòng trước lũ cướp. Nhưng đối với đồng đội thì có lẽ nó khác đôi chút, ít nhiều thì Cư Gian hay Aokiji là người cùng cấp bậc. Và trong cuộc chiến đó Aokiji đã thất bại, nhưng Akainu không xuống tay hạ sát luôn Aokiji. Từ đây cho thấy cuộc so tài này không phải là so sánh sức mạnh để làm thủy sư đô đốc, mà là cuộc chiến không khoan nhượng. Hãy nhìn những vết thương của hai người họ. Akainu bị mất một phần tai và có vết sẹo lớn trên mặt. Aokiji thì có vết thương lớn trên người và mất đi một chân. Nhiều người cho rằng Akainu đã giành chiến thắng nên đã có thể giết chết Aokiji. Nhưng đây là một điều không thể. Mặc dù giành chiến thắng nhưng Akainu không thể xuống tay được vì Aokiji cùng cấp bậc với ông ta. Và đây không phải là một cuộc báo thù nên giết chết Aokiji cũng không phải là một hành động đúng đắn. Aokiji cũng không hề phạm bất kỳ tội danh nào. Sau cuộc chiến đó, Aokiji rời khỏi hàng ngũ hải quân với lý do không muốn làm cấp dưới của Akainu. Ở chapter 699, khi Smoker sắp bị nhét tỏi ngập mồm bởi Doflamingo, Cửa Gian đã xuất hiện để ngăn cản. Cửa Gian đóng băng Doflamingo nhưng không thể hạ bệ hắn ta vì nhiều lý do. Có thể đó không phải là mục đích mà Cửa Gian đang mong muốn. Chưa kể nếu đánh bại Doflamingo, hẳn Cửa Gian sẽ mất khá nhiều sức. Cửa Gian đã thông tin cho Smoker về việc rời khỏi hàng ngũ hải quân giúp ông ta nhận ra được nhiều thứ, đặc biệt là thế giới ngầm. Thông qua lời của Smoker, có lẽ Cửa Gian đang hoạt động trong thế giới ngầm. Đây là tổ chức bao gồm các hệ thống kết nối, buôn lậu, bắt cóc và giao dịch mờ ám. Đồng thời bất kỳ cá nhân nào tham gia tổ chức này sẽ được tự do hoạt động và vì lợi ích của riêng bản thân họ. Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng và các hoàng đế cũng có những người thuộc hệ thống này, thậm chí có cả hải quân. CP0 được cho là bắt nguồn từ đó. Mình cho rằng Cửa Gian rời khỏi hệ thống hải quân gia nhập tập đoàn thế giới ngầm vì những lý do sau. 1. Theo những lời mà Jinbei đã nói ở chapter 550, Cửa Gian không muốn trở thành thuộc hạ cấp dưới của Akainu, kẻ đã đánh bại mình trong cuộc chiến giành lấy vị trí cao nhất của hải quân, thủy sư đô đốc. Đây không phải là lý do sĩ diện của một con người, mà nó là minh chứng cho việc Cửa Gian và Sakazuki đã bất đồng về quan điểm. Một người có tính cách thích tự do và có cái tôi cao như Cửa Gian thì chắc chắn không thể phục vụ cho kẻ đã vượt qua mặt mình. Đồng thời Cửa Gian đã nhận ra thứ công lý tuyệt đối mà Akainu theo đuổi sẽ bị áp đặt lên ông ta nếu Akainu lên làm thủy sư đô đốc. Một điều nữa chính là Cửa Gian đã nhận thấy những hoạt động chống lưng của chính phủ dành cho Sakazuki, bởi họ đã lựa chọn Sakazuki thay vì Cửa Gian. Trong khi với tinh thần, sự nỗ lực và trách nhiệm của mình, Cửa Gian đã được cựu thủy sư đô đốc Sengoku đề cử. Tuy nhiên Cửa Gian cũng không trở thành kẻ phản bội của hải quân sau khi rời khỏi, mà ngược lại, Cửa Gian đã nhắc nhở Smoker về cảnh báo hành động nguy hiểm của Doflamingo, căn dặn về báo cáo lại cho Sakazuki mau chóng cử các đô đốc đến Red Rosa, nếu không thì toàn bộ hệ thống hải quân có thể bị xô đổ ở chapter 699. Điều này cho thấy Cửa Gian thật sự còn bận tâm rất nhiều đến hoạt động của hải quân, chứ không hề trở mặt sau khi bị Sakazuki đánh bại. 2. Theo lời ủy thác của đồng đội đã ngã xuống bởi chính tay Cửa Gian, Saul muốn nhờ Cửa Gian một ân huệ là để cho Robin được sống, vì cô chỉ là một đứa trẻ và đằng sau sự sống của Robin là cả một mục đích khác nữa, nhưng Oda đã không tiết lộ cho chúng ta biết. Qua hành động của Cửa Gian với Robin, chúng ta thấy được Cửa Gian quan tâm đến Robin và quan tâm đến mục đích mà Saul đã đề cập rất nhiều. Mọi hành động của Robin đều được Cửa Gian quan sát. Nhưng với cương vị là một đô đốc hải quân, Cửa Gian không thể hỗ trợ cho Robin thực hiện được những gì mà Seoul đã ủy thác. Hành động rời khỏi hệ thống hải quân, gia nhập thế giới ngầm sẽ là bước đi mới của Cửa Gian. Nó giúp ông có thể tự ý hành động, theo chân Robin ở bất cứ đâu. Chưa kể hiện tại Robin đang là ẩn số để tiến gần đến hành trình tìm đến One Piece thông qua các tấm hồng phiến. Nếu Robin rơi vào tay của Kaido và Big Mom thì nỗi ám ảnh mới của hải quân sẽ bắt đầu. Nếu nó trở thành sự thật thì trách nhiệm của một người đàn ông như Cửa Gian, lời hứa với đồng đội cũ Seoul sẽ không được thực hiện. Cửa Gian sẽ cảm thấy hổ thẹn về chính lời hứa của mình, thế nên càng có lý do hơn để cho Cửa Gian có thể bảo vệ Robin trước Kaido và Big Mom.
đặc biệt là hiểm họa đến từ khả năng của Robin về kho báu One Piece. Thứ ba, đồng minh với Roden là một âm mưu hay chăng? Chúng ta thấy cách đặt tên cho các thuyền trưởng hạm đội của Tứ Hoàng Roden là 12 thuyền trưởng Titanic. Titanic là con thuyền bị đắm bởi tảng băng và khiến cho nó bị lật đổ. Kurza lại là người sở hữu trái ác quỷ băng, có thể đây cũng là một dụng ý đặc biệt của Oda. Tức là chính Kurza sẽ là người cản trở băng Roden và khiến cho băng hải tặc của hắn phải tan rã. Nhưng cách bẻ lái của Oda lại khiến mình không liên tưởng đến vấn đề này, mà ngược lại, Kurza trở thành đồng minh của Roden vì sức mạnh đặc biệt của Roden. Nó có thể giúp cho Kurza tiến gần hơn đến những mục tiêu sau khi rời khỏi hệ thống hải quân. Một kẻ thông minh như Roden chắc chắn sẽ phòng bị trước sự phản pháo của Kurza, và có thể Roden đã nắm được điểm yếu hoặc có được sức mạnh vượt trội so với Kurza nên hắn mới có thể mạnh dạn hợp tác với một cựu đô đốc. Chứ kẻ Roden có thể đã trở thành một thế lực hùng mạnh của thế giới ngầm, Kurza liên kết với hắn để có thể có một vị trí hoặc có được những mối quan hệ, hoặc cũng có thể là điều tra hoạt động của thế giới ngầm. Nhưng sắp tới, cuộc chiến ở Wano đã đến cao trào, Roden cũng đã bắt đầu hành động. Chắc chắn Kurza cũng đã có những bước đi quan trọng của mình, và lần này có thể Kurza sẽ cùng Roden xuất hiện ở Wano để thực hiện những mục tiêu chung khi họ đã thỏa thuận trong liên minh. Chạm trán với một tứ hoàng, thậm chí bây giờ là hai tứ hoàng sẽ cực kỳ khó khăn cho Kurza cũng như Roden, vì thế sự hợp tác này sẽ tăng sức mạnh cho bọn họ. Cách dùng người của Roden khá giống với Tào Tháo, đã dùng thì không nghi mà đã nghi thì không dùng. Hiện tại trong băng Roden đang có hai người là cựu hải quân, Siriu và Kurza. Burgess đã cảnh báo Roden về vấn đề này, nhưng Roden tin tưởng vào sự liên minh này bởi hắn cũng biết chính bọn họ đang lợi dụng hắn để thực hiện những lợi ích riêng. Vì thế nếu cho họ những lợi ích mà họ mong muốn, Roden sẽ có thêm những sức mạnh để có thể vươn đến vị trí cao hơn trong giới hải tặc cũng như toàn thế giới. Có lẽ hắn đang muốn trở thành bá chủ thế giới như Rocky Sebek chứ không đơn thuần là kho báu One Piece. Vậy nên đi đường dài thì cần ngựa tốt, Roden đã có thêm những con ngựa khiến hắn hài lòng. Liệu mối liên minh này có dẫn đường cho Kurza và Roden đến Wano hay không? Kho báu One Piece sắp được tìm thấy, Robin đang gặp nguy hiểm bởi khả năng của mình. Đây sẽ có thể là một trong số những lý do khiến cho Roden và Kurza đến đây để đảm bảo Robin không thuộc về tay của Kaido và Big Mom. Anh em nghĩ thế nào nếu Kurza gặp lại Robin một lần nữa? Bảo vệ hay sẽ trừ khử Robin vì khả năng của cô ấy? Hãy bình luận quan điểm của anh em dưới video này nhé, để chúng ta cùng nhau tham khảo. Tạm biệt và đừng quên ấn vào nút like và share video để ủng hộ cho bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!